Rồi, xin chào hết tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh giới thiệu Workman của một người chơi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tôi là Hoàng và xin chào hết tất cả các bạn yêu máy dạo Workman đến từ Việt Nam và đến từ các quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt là các bạn có follow cái kênh của mình ha. Rồi, hôm nay tiếp theo vào cái chương trình giới thiệu Workman của mình, tôi giới thiệu đến các bạn chiếc Boxable MIDI Player các bạn. Và chiếc này là được Sony phát hành và dòng này là dòng Net MD, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đây là dòng S2, một dòng thể thao để mục đích là phục vụ cho các cái vận động viên thể thao, chúng ta vừa tập thể thao mà vừa nghe nhạc đó các bạn ha. Đó là mục đích của cái dòng này, đây là dòng thể thao. Và dòng này có chức năng là Net MD luôn các bạn, là chúng ta ghi chép Net MD từ những cái bài hát bằng phần mềm Sony Start từ máy vi tính của chúng ta, và chúng ta ghi vào đĩa và tự phát để nghe luôn. Đó, đó là các thông tin của chiếc cái dòng này. Và vì lý do là Sony nó thiết kế cái chiếc S2 Workman này để cho các vận động viên thể thao, những người tập thể thao, do vậy là cái thiết bị này nó chống được hơi nước các bạn, nó chống được nước, cái là nó làm, nó thiết kế có mấy cái roan đó, thì mà chúng ta đậy kín lại là những cái roan đó nó kín, nó không cho nước vào trong máy, cho nên cái dòng này khi chúng ta sử dụng là máy rất là bền các bạn ha, các bạn yên tâm. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ thông tin cho các bạn về cái chiếc Workman này nó có những cái thông tin gì. Thì vào năm 2002 các bạn, thì Sony nó phát hành ra chiếc Sony MZS1 này, Net MD. Máy sở hữu chiều dài là 97,3 mm, xin lỗi, chiều dài là 104 các bạn, chiều rộng là 97,3, và máy dày 40 mm và máy nặng 215 g các bạn. Một chiếc máy thiết kế nó cái hình thù nó rất là khác biệt so với cái dòng MD khác, đồng thời cái trọng lượng của nó cũng nặng, và kích thước hình học nó cũng tương đối lớn về chiều dài, chiều rộng và bề dày của máy các bạn ha. Rồi, thì mọi cái máy mà có chức năng Net MD, trước khi vào phần giới thiệu cái chiếc Workman này nó có những cái thiết kế của nó như thế nào thì tôi cũng nói luôn. Thì các cái sản phẩm Net MD thì các bạn chép nhà cái thì các bạn nên dưỡng con mắt của chiếc Net MD này các bạn nha. Tức là mình chép một đĩa xong là mình cho mắt nó nghỉ một thời gian khoảng 30 phút rồi trước khi chúng ta chép đĩa thứ hai các bạn ha. Và chiếc máy này tôi đã test cái chức năng chép nhạc từ máy tính vào máy, tôi chép bằng phần mềm Sony Start thì máy nó chép hoàn thành và phát lại là tốt các bạn ha. Rồi, đó là những cái thông tin về chiếc máy này. Rồi tôi sẽ vô phần chi tiết các bạn. Thiết kế của chiếc Sony Workman MZS1 này, mặt trước và mặt sau là nó làm xung quanh là bằng nhựa các bạn ha. Bằng nhựa và sơn một lớp bóng lên rất là đẹp. Và cái logo S2 chỗ này là một cái logo điển hình cho cái dòng thể thao. Thì cái dòng thể thao nó bao gồm cái gì? Là một chiếc Boxable MIDI player, một chiếc cassette player, một chiếc CD compact disc các bạn ha. Các bạn thấy cái biểu tượng chữ S2 chỗ này là các bạn biết là nó là thuộc cái dòng thể thao. Và một chiếc máy MP3 cũng dòng S2 dòng thể thao. Và một chiếc radio của dòng S2. Đó, tức là bộ dòng S2 tôi đếm lại cho bạn này. Một chiếc, một là chiếc Boxable MIDI player, máy chạy đĩa MD. 2, một chiếc cassette player là 2. 3 là một chiếc máy MP3. 4, một chiếc radio của dòng S2. 5, đó là
một chiếc CD compact disc. Thì các chiếc CD đó là tôi có cái video giới thiệu trong cái danh sách video của tôi, các bạn ha, các bạn lục lại xem. Và tôi cũng có mô tả về cái dòng S2 này. Rồi mặt trước nó thiết kế là đây có một cái màn hình, và cái màn hình này hiển thị cái màu sắc của nó là nó hiển thị rất là đẹp các bạn, nhất là nó lên đèn là nó đẹp. Ở đây có nút cancel, ở đây menu enter chọn các cái chế độ âm thanh ở đây nè các bạn ha. Menu ở đây anti-tamer, đó là mặt trước. Và mặt sau của máy thì có các thông tin của máy. Ở đây là nút home các bạn, hay chúng ta gạt lên đây là home và gạt xuống đây là không home. Và cái thông tin của máy là nó in được mặt sau, Sony MZ Portable MIDI Recorder MZS1, và pin của nó là sử dụng và một và thân chính là 1,5V và nguồn 3V. Đây đây có logo và có dán cái logo của Sony đây các bạn ha, đây một mày. Thì chiếc máy này nó còn so ra là từ 2002 đến giờ mà người dùng người ta sử dụng chiếc máy này cũng rất là giữ kỹ các bạn ha, nó còn khá là đẹp. À, đó là mặt sau các bạn ha. Rồi vậy là một nút bấm của chiếc Sony này nó bố trí ở đâu? Đây đây là cái nút nút bấm, ở đây là nút lắc tròn các bạn ha, ở đây là stop này các bạn nè, ở đây là tạm dừng tắt máy này. Chúng ta gạt cái nút này qua bên bên trái là nó fly đồng thời nét bài, gạt xuống bên phải là nó lùi bài. Chúng ta gạt lên trên là tăng volume và gạt xuống dưới là giảm volume. Đó là nút cái nút này nút chủ đạo luôn của chiếc này. Và mặt dưới thì có cái gì? Ở đây là chúng ta gỡ cái này đây, là nó có một cái chân cáp để chúng ta kết nối cái máy vi tính, và một cổng chỗ này là cổng line in để đưa cái dữ liệu âm thanh vào để chép nhạc ha các bạn ha. Đó chúng ta đóng lại, bởi vì cái dòng chống nước cho nên nó thiết kế chỗ này là bằng cái gioăng bằng su các bạn, cao su các bạn. Ở đây là có cái cổng, chúng ta gỡ ra cái jack 3.5 để chúng ta cắm tai phone vào để chúng ta nghe, và khi chúng ta không nghe là chúng ta dùng cái nút su này chúng ta đóng lại. Rồi đó là các bạn ha, đó là các yếu tố xung quanh. Bây giờ tôi sẽ gỡ cái nắp ra, thì cái nắp thiết kế cực kỳ kiên cố thì các bạn, bởi vì tôi nói lúc nãy rồi, cái dòng này là nó thiết kế để dùng cho các vận động viên thể thao, và người ta giờ vừa chơi thể thao, người ta tập luyện tập thể thao và người ta nghe nhạc, cho nên là nó thiết kế chống hơi nước, chống nước các bạn ha. Thì chúng ta gạt qua đây là sẽ mở cái nắp đĩa và chúng ta bỏ đĩa vào, thì tôi cũng bỏ luôn một cái đĩa vào, thì tôi mới chép một bài nhạc để test thử cái máy, tôi phát luôn cho các bạn nghe. Rồi đấy, rồi cái này là mở đĩa, ở đây là mở nắp pin các bạn. Đây các bạn nhìn thấy chân pin của nó là nó nằm sạch sẽ, và các bạn nhìn thấy những cái roang này, cái roang này là những cái roang mà chống nước các bạn. Khi đẩy cái nắp đi lại là cái thiết kế bằng nhựa này nó sẽ đè vào cái roang này và nó giữ kín luôn cho cái chiếc máy này các bạn. Tôi sẽ lắp một cái viên pin vào để lát nữa tôi sẽ phát cho các bạn nghe thử một bài các bạn ha. Rồi sau khi lắp vào chúng ta đóng lại là open này các bạn. Rồi chúng ta đóng nắp đĩa lại, nó kêu cái cạch các bạn ha, vì dòng chống nước mà. Rồi đó là cái thiết kế của chiếc này. Thì trước khi vào phát cái chức năng phát của chiếc máy này thì tôi nói luôn về cái bộ máy này phát hành, thì Sony nó phát hành một cái thân chính, bởi vì nó dùng pin AA rồi cho nên nó không có hộp pin và nó có một cái tai nghe. Rất tiếc tôi không có cái tai nghe của chiếc máy này các bạn ha. Về nguồn sử dụng là lúc nãy tôi nói rồi, sử dụng viên pin 1,5V AA và sử dụng một cái nguồn 3V các bạn ha. Rồi cái tiếp theo là nó sử dụng một nó có chức năng ghi và có chức năng phát. Thì các bạn đặc biệt là có chức năng ghi Next MD, tức là nó ghi bản Next MD các bạn ha. Đây đó là những cái thông tin về chiếc máy này. Tôi sẽ phát cho các bạn nghe thử một cái chức năng phát của chiếc máy này, riêng là
Cái chức năng ghi thì tôi đã xác nhận là tôi ghi rất là tốt các bạn ha. Rồi bây giờ tôi sẽ thoát. Và các bạn thấy khởi động ra cái màn hình của nó có màu đỏ đỏ rất là đẹp các bạn. Rồi máy chạy rồi các bạn. Đạp đĩa rất là nhanh, ghi tốt các bạn ha. Mà cái màn hình nó hơi mờ chút xíu các bạn. Tìm em
đã nát càng thêm nát. Muốn nói mà sao vẫn nghẹn ngào. Sao anh không nói một lời gì, dù chỉ một lời không đáng chi. Cũng đủ gọi lòng em ấm lại. Bao ngày xa cách vui anh đi. Thôi em hãy quên tôi, em hãy quên tôi như quên một người tình. Quên một người tình trong giấc ngủ, trong chiêm bao. Nào còn chi nữa trong trái tim này, còn ai nữa trong thế gian này. Phụ tình nhau là hết rồi. Thôi em hãy quên tôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi. Hãy quên, xin đừng khóc hận. Rồi, tôi xin tạm dừng cái chức năng phát ở đây để tôi nói tóm tắt lại một số thông tin và tôi xin kết thúc cái video các bạn. Thì kính thưa các bạn, cái bộ Workman này nó sử dụng một viên pin AA rất là tiện dụng các bạn thấy đấy. Thứ nhất, cái thứ hai, cái ưu điểm của nó là nó chống nước các bạn ha. Và các bạn luyện tập thể thao thì nó không có nước, nó không có vào trong máy. Do vậy cho nên là cái chiếc Workman này nó rất là bền, là cái thứ hai. Rồi, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là cái bộ Workman này, Sony MZS1 này, tôi đã test cái chức năng ghi nét MD, nó thực hiện tốt các bạn ha, và phát lại tốt. Thì vừa rồi tôi ghi một ca khúc, đó gọi là Liên Khúc Chiều Mưa. Cái bộ CD này nó có 4 đĩa phát hành ở trung tâm, các trung tâm ở hải ngoại các bạn ha. Thì nếu các bạn thích cái bộ 4 Liên Khúc Chiều Mưa này thì các bạn tìm cái CD này để chép vào MD. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào hết tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Và các bạn ở nước ngoài xin vui lòng chọn cái phụ đề để theo dõi cái video này. Cảm ơn và trân trọng kính chào hết tất cả các bạn.